Kia là chú Trung mà hôm trước tớ bảo không thích đây. Hay tại chú ấy mà làm mẹ tớ chia tay với bố tớ nhỏ. Chú Trung à? À, tớ nhìn thấy ảnh chú ấy chụp cùng mẹ tớ. Ơ, à, chú ấy cũng như mẹ cậu à? Tớ cũng không biết, chắc là thế. Chú ấy yêu cả mẹ tớ này, yêu cả mẹ cậu nữa. Tớ thấy yêu như thế là quá nhiều. Công nhận. Mà chú này còn chẳng đẹp trai bằng bố tớ. Tớ thấy cũng chẳng đẹp trai bằng chú đẹp của tớ. Cũng đúng. Thế sao hôm nay con lại nói với chú Trung là con dị ứng hải sản? Con học nói dối từ 3 giờ đấy. Mẹ dạy con như thế à? Tại vì con không thích nhận quà của người mà con không thích. Chú Trung là bạn của mẹ, cũng là bạn của cô Vi. Con là trẻ con không được nói dối. Con phải lễ phép và trung thực. Chỉ vì chú ấy mà mẹ trách con. Mẹ yêu chú ấy, mẹ không yêu con nữa đúng không? Con đừng có nghĩ linh tinh.